quý vị và các bạn, chiều ngày 2 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao hai tàu tên lửa cặp số 2 lớp 12418 mang số hiệu 379 và 380 cho quân chủng Hải quân. Đây là hai trong số 6 tàu tên lửa do Tổng công ty Ba Son ký hợp đồng đóng mới cho quân chủng Hải quân từ năm 2009 trên cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ ly xăng giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trong quá trình đóng cặp tàu số 2 này, Ba Son đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, công nghệ đóng tàu, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật công nghiệp theo đúng hợp đồng. Trước đó, hai tàu này đã được Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tổ chức nghiệm thu tại bến và trên biển có bắn các loại vũ khí có trong biên chế của tàu. Cán bộ, kỹ sư, công nhân viên của Tổng công ty Ba Son đã tích cực, chủ động đề ra các biện pháp hữu hiệu để triển khai đóng cặp tàu số 2 cho quân chủng Hải quân theo đúng quy trình, đảm bảo tốt các yêu cầu cao về kỹ thuật đóng tàu chiến đấu. Như vậy, với việc tiếp tục đóng thành công cặp tàu tên lửa số 2 này, Tổng công ty Ba Son đã làm chủ thành công công nghệ đóng tàu tên lửa hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.